Xin mình chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay em Tùng Nguyễn Audio làm cái clip để giới thiệu về một số mẫu linh kiện để cho tất cả các bác cùng theo dõi video ở tại đây. Hôm nay Tùng Nguyễn Audio review về các mẫu linh kiện gia đình và sự kiện đều có hết. Sau đây em Tùng Nguyễn sẽ review cho một bác khách một bộ combo của Vega là bát 30 từ 190/76, cấu hình cực đẹp, gân màu đỏ 3 gân là gân vải tẩm dầu nhé. Và tép giờ xếp mã là LD253 phân tần BL2. Và một chiếc bát súp của 50 dòng chính hãng của công ty. Đó là dòng bát giờ xếp nhưng do công ty của The Well sản xuất. Và hai dòng tép của giờ xếp thì các bác lưu ý, đây là con giờ xếp có mã là NF750, đây là con giờ xếp có mã là N850. Và tí nữa em sẽ giải thích cho tất cả các bác tại sao có phải nhà em lại bán hai mã tép giờ xếp như này. Và đây là một đôi bát 30 neo của mã của DL726. Và đây là cả dòng chiếc leo bi loại mới về cửa hàng có mã là Huy Song, do công ty Huy Song lắp ráp và sản xuất, hàng chính hãng của công ty. Trung Quốc thì có rất là nhiều dòng và đây là tên của công ty. Em nhập hàng nào thì em giao cho các bác hàng ý, cho các bác dễ sử dụng. Đấy chứ không phải là cứ cái gì cũng thương hiệu là Martin hay là Nexo hay JBL gì cả. Là tép neo này thì nó là được mạ bi của nó được mạ chrome, nhập với sản phẩm là khá là đẹp. Sau đây thì em sẽ giới thiệu, đầu tiên em sẽ giới thiệu luôn là cái dòng về leo nhé. Đây là đôi tép neo bi kèn neo của công ty Huy Song, nắp của cục tép nắp nhôm và bi của nó được mạ chrome và côn của nó côn 44 các bác nhé, côn của nó côn 44, từ lỗ ốc lọ sang lỗ kia là 7 phân để bắt ốc. Đấy, khi các bác lên thì đôi bát 30 neo này, bát 30 neo này là cái có một cái cục cản nhôm ở bên ngoài và màng của nó sơn dầu gân 2 gân. Đây là những đơn hàng giao cho các bác khách có mã là 12DL726. Đây là dòng bát neo của nó là bát neo nền khối, bát neo nền khối mang sơn dầu. Đấy. Và tại sao em lại có hai cái mã tép như này? Model NF750, giờ xếp N850, từ 170 con 72, nắp nhôm xoắn hình mũi khế. Con này cũng cấu hình nó là tương đương với như thế, cũng từ 170. Đấy, cũng nắp nhôm. Nhưng cái từ và cái bích nó sẽ cấu hình nó sẽ giảm giá thành đi. Đấy, con này là hàng giá nó bình dân. Con này thì các bác nhìn này, hàng cao cấp. Hàng cao cấp khác hẳn luôn. Đấy. Nắp nhôm. Đấy. Với cái cấu hình mà tép neo như là tép giờ xếp này, một đôi của nó chênh nhau 300.000 một đôi các bác nhé. Cái đôi này của nó là 1.750.000 một đôi, là được bao ship rồi. Là có con hàng nắp nhôm xoắn hình khế này, nó là phiên bản cao cấp của nhà máy và nó bích tê lỗ của nó dày, nó nặng có hơn con này phải gần 1 cân. Đấy, nặng hơn con này phải gần 1 cân vì bích tê lỗ từ nó dày, các bác nhìn này. Đấy, chỉ có em bán hàng thì em bán nhiều loại, em mới review cho tất cả các bác mới biết được, thì con đâu các bác không thể nào mà cứ biết được đâu. Đấy. Và tiếp tục là một chiếc bát 50 của giờ xếp. Đó là dòng giờ xếp đít nhọn màu xanh, đít có 6 cái lỗ để tỏa khí toàn nhiệt, xương giờ xếp. Đối với dòng giờ xếp thì có rất là nhiều các nhà máy của Trung Quốc sản xuất. Nhưng cái dòng này em nhập của chính hãng của công ty, là công ty có tên là The Well. Nó là dòng giờ xếp và do công ty The Well sản xuất, nên các bác sử dụng các cái dòng này để đánh súp hơi. Em đang bán lẻ cho một bác khách một cái bát này ở trong tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, thì các bác cực kỳ yên tâm với sản phẩm. Tại sao? Vì nó được là một dòng của nhà máy nên các bác không bao giờ sợ hàng bị nổi trôi. Đấy, chính hãng của The Well, 18H440400A. Màng của nó các bác nhìn này, quá nhiều sợi bông thủy tinh, kẹp lỗ của nó là thép trắng. Đấy, đít nhọn các bác nhá. Từ của nó là 220/100, chính hãng của The Well. Các bác lưu ý cho em dòng sản phẩm chính hãng. Dâu của nó được bọc dây điện từ ngoài vào trong. Đấy. Tất cả các loại sản phẩm trên thị trường Việt Nam mình bây giờ, các loại sản phẩm hàng chính hãng thì có thể là nó nhỉnh hơn các loại bình thường một chút. Còn đâu ví dụ có những loại mà bình thường mà nó làm linh kiện chất thì cũng có những sản phẩm nó rất là đắt. Nhưng mà đa số thì hàng chính hãng thì mới so với các loại bình thường thì nó sẽ nhỉnh giá một tí. Đấy. Từ 220/100. Con này màng xít ni lượng sóng tê rốn và gân vải tẩm dầu là 3 gân. Đấy.
Và tiếp tục là combo là bát 30 DL cho tất cả các bác tham khảo. Con bát đôi bát này các bác có thể yêu cầu Tùng Nguyễn Audio dựng cho tất cả các bác nắp lo thành phẩm. Bên em đang dựng rất nhiều từ 190-76 mang thương hiệu Sony Vega, xưng nhung đúc trẻ đôi và gân vải tẩm dầu 3 gân. Tiện bích lỗ tiện vác từ 190-76 mà kết hợp rất nhiều sợi bông thủy tinh. Với cái combo của nó là một đôi bát, là một đôi tép và một đôi phân tần, ở đây là giá là 3.600.000 bao ship cái combo này. Tiếng hát của nó cực kỳ tuyệt vời và Tùng Nguyễn sẽ bao hay cho khách hàng. Mã của giờ xếp là mã là ND253, cặp tép này nắp nhôm. Các bác lưu ý cặp tép này trên thị trường cũng có rất là nhiều các đại lý nhập hàng khác nhau. Và các bác lưu ý cho em là khi các bác chọn mua thì cái bích tê nỗ của nó phải là dày, từ của nó cũng phải dày. Đấy, các bác nhìn này, cái miếng sắt nó được, nó đã như này rồi nên còn tiện vác thun vào nữa, thế nên là nó rất là đẹp và chất lượng cao. Đấy, thì hôm nay cửa hàng Tùng Nguyễn Audio review cho tất cả các bác mấy cái mẫu sản phẩm cho tất cả các bác chọn mua hàng. Các bác có nhu cầu quan tâm đến linh kiện, bất kể các bác mua về để thay thùng dựng mới, hãy liên hệ cho Tùng Nguyễn Audio để đặt hàng. Hôm nay em Tùng Nguyễn xin chào và hẹn các bác trong cái clip mới nhất nha.